Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ một like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án là GP Chan. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà tôi đang start chatbot. Rồi, mình sẽ get được một token GPC khoảng 100 đô. Mình get được 0.2 token khoảng 20 đô các bạn. Rồi, các bạn join này drop. Nhiệm vụ đầu tiên, các bạn join kênh group nè. Bắt up lên nè, xin tiếp kênh channel nè. Rồi bấm bắt up nè, tiếp tục follow từ Twitter mình bay nè. Xin từ Twitter nè các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè, các bạn tweet lên nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Muốn submit tên Don. Tiếp tục gửi đường link mở file từ Twitter. Nhấp vào bao cạnh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Nhấp vào bao cạnh cùng, nhấp vào chia sẻ. Rồi sao chép liên kết nè các bạn. Rồi các bạn gửi lên cho bot nha. Đâu ta. Tiếp tục gửi địa chỉ gì bên bị sở mắt trên bet20 trên YouTube protect mình nha các bạn. Rồi sao chép nè. Gửi gì đây nè. Cho bot này. Ok, các bạn bấm set để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Mình đã nhận được 0.2 token GPC. Các bạn nhiệt lên ghép mình chia sẻ cho bè những cái thân để kiếm token nha các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.